là nó chớ mà. Câu cái máy mọi người. Sao lại trển đi xuống mà học qua thì lớp cũng hậu luôn là nó. Đơn giản là cái xô cần với cái túi thôi. Thôi đâu lấy cá rồi. Qua giờ tôi đi vô đi ra không giải. Nào mà nó bước lên bước xuống là coi như là nó mỏi vợ họ nó nghỉ luôn đó. Đâu có rô nó đẩy nhà gái nha mọi người. Mình nằm bên nhà trai nè. Để rút dâu về mình đẩy người ta nhà gái mọi người. Ghê thiệt, không có rô mà đẩy đẩy luôn. Mà chưa nổi không? Cao siêu thì. Nửa tiếng hồ nha mọi người. Có đâu mời không mà chưa nổi mình. Hôm nay mà trai nha.
trai mình rút dâu mình đẩy thằng gái nha. À, tăng tăng cọc tăng hôn nè. Tăng hôn ngày mai mày rước nhà gái về mình đẩy nha. Đẩy cái đôi chân xù. Hỏi gì vậy chú bảy? Tôi không giặt con. Giặt ngay sổ luôn. Ủa mẹ, giặt cái bao hả? Ừ. Gái chú bắt nó nuôi vậy. Chết bắt nó chạy ra con tám đứa ghẹ bẹp. Chết chết được chạy. Không được. Không được. Chết đuốt chứ không được. Cái tội bà hỏi cái gì vậy? Tôi cũng thật tiện tôi giặt cả tôi con. Ông nghệ nó nè giờ chạy đạp không đạp cái gà luôn cũng đỡ bậy gà nhốt hết nữa. Ôi nghĩ đi rồi lúc mà nó bu lại nó ụt quá dầu người tát là dò 25 bữa giờ tám mặt á tám mặt lại luôn rồi mới lo chùm nâu thì không câu rồi mà miếng nâu còn nguyên nè, miếng cái nâu không à, mà miếng nâu vẫn còn nguyên, miếng con chùm mà, bây giờ nó lỡ đó là nó yêu cầu nó đĩa cái là dính, dĩa nó dính nè, ờ, dĩa cái dở lên dính nè, nó đâu cần mất miệng mất miệng được, con cái nâu mà cái miệng nó ba lớn, mà đi đĩa dịch vậy nè, mất mình không à, mình không à, mà câu bằng nó câu là dính nè. Con cá rô mình nó đen mọi người, đen lắm. Gốc Việt mà lai cho phi. Đen ghê gốc. Mình lai hết cỡ thùng này nữa mới đủ đại đám cưới mọi người. Đám cầu thêm thùng nữa. Trời ơi. Món cá rô chiên xù này là món độc luôn á, đám cưới đã có nha. Ngay chỗ cái khúc nhà hàng là mà cái gì luôn. Bữa nay không có video có lóc, có video có rô. Cái gì dương dương đó. Giữa tay đó rồi ô nha năm ngoái tôi lợi tao hỏi nha nó nói người ta để mày mua than chụp một chút thôi Thank you.
này nó nắng quá, đem vô đây thôi. Đem xô cá vào đây cho nó mát luôn. Không không rụng mày câu đây tới chiều rụng mày lấy cái mụn chân gặm chỗ mày. Đạm cưới mà không phải gì mày đạm cưới được chứ. Đã có ít mà có 15 bàn à. Có 25 năm mà. Để cho. Mỗi mâm là hai con ở mà ngự hai con, người khác hai con nè. Sáng qua nó hơi chá ha. Dạ nó hơi chá. Nó nóng ở trong bài hết pin. Mau vậy? Hồi nãy hết pin thay rồi, bây giờ hết nữa rồi. Nhâm nó này, nhâm hết pin. Có một cái máy này. Đó, máy này nóng quá. Dính nữa rồi kìa. Cá, dính cá này lúc này cá bự rồi nè. Nó hết rồi, cá nhỏ tới là cá bự. Đu viên qua lá nữa hả? Rồi mà đưa mấy video này nó xuống một mình, trong bành sát một mình quá. Chị về thấu. Mấy thằng ghiền cá rô chị về thấu. Ghiền cá rô mê lắm. Hả? Vì không biết cách câu á, phải không? Không biết cách câu. Vậy phải biết cách câu nữa. Câu cá này có người xác cá câu ăn lắm. Có chì cũng được. Dính nữa rồi đó. À, là nữa. À, gặp thận vụ mà nó nhấp cá mà là ai nhấp có nó về nhấp. Bữa mày nhấp bữa 3 kg, 2 kg, 3 kg, 2 kg không đó. Nhấp ở bên ruộng bên chú con đó. Mẹ nó không biết. 3 kg, 2 kg, 2 kg không bữa nào như bữa nấy. Nó không biết đường, nó chạy về đây chứ đụng mẹ biết đường chạy về đây có xe chạy anh nè. Có gió qua dục ngay lỗ là dục cũng được. Dục dục nữa đó. Dính nữa lên nữa rồi đó, dính lên mọi người.
Sáng nào mà ăn cơm buổi sáng nấu nào ăn chua đâu chừng 8 ký cá rô vậy. Nửa tiếng mà được 2 ký cá rô đó. Chắc nước cạn cạn quay mới đã. có người đựng con thao á, nó quay lên có số đựng con thao nữa. Kho tiêu mỡ hành hang em chua con mẻ hết ý luôn. Tiếp tục quên chơi con mẻ mà nói cái gốc chuối rồi ha. Ừ, nói dưới cây á, cái loại chuối á. Ừ, rau đắng cá cô đồng cũng là dịch luôn. Nói là mày nhất luôn, xin bỏ luôn. Đơn giản thôi, câu lên giản chỉ một cái xô với câu với cái túi áo thôi. Dễ. Ta cho thiện xạ là không cần phải dùm ghê nữa. Đó, học đó. Thấy vô ba đầu, thấy vô lỗ đó là hiện nè, chút xíu. Không có gió thì nó thể mới chính xác, có gió nó thể đó. Như cái máy á. Máy ăn quay tới chiều. Quay tới chiều lo. Quay tới đúng nó 5 giờ nó đi công chuyện luôn. Nó lâu 5 giờ nó đi công chuyện. Đưa video lên là chắc nó kém ngụ mình cái ngập trời. Đưa video lên về thì không thấy quá trời. Nguyệt Ngọc Minh cá rồi đi xuống. Đưa nó người dân thành phố lúc nào chàng hiểu. Nhưng mà phải biết cách câu này nè, biết cũng làm cái gì câu xả lỗ dùng được tới sáng. Đâu lỗ. Lâu lâu nó tụm lên mình chơi mới được. Ừ. Mời xuống ụt cá một kênh luôn mà hậu ha. À. Chỗ nào cũng ụt dân cho mấy dân hồi giờ luôn. Con nào nó nái không à. Hồi đó là cá dữ lắm mà. Hồi đó câu nó vòng trước nhà nó một dèo cá rô, dèo cá lóc. Dèo cá chê. Nó mới về nó về ở đây thằng em Út thôi đó, dùng đó. Ông già già này nè, đem cá lóc rồi 3 cái gử qua cặp trứng rồi muốn mặc đùm tay. Bản thân. Lúc mà chưa có lộ này còn cái chén nó còn trồng rẫy. Lúc mà nó trồng vô leo rồi. Nó trồng vô leo nó giữ. Nó thời sáng không có gì ăn, anh xách anh cầu anh nhắc. Có tôi đây là anh đừng sợ, tao nó đụng mới nhắc vậy ông người cũng muốn vô nó khó. Nói không? Anh nhắc thì có tôi đây nó nói là gặp. Mấy điều này với gặp con bên đó nó quay là chín dữ. Nó kéo lên con cá. Ừ. Con cá 3 kg luôn mấy. Nó quay câu đâu có dài đâu. Nó quay câu tre à, chứ không có quay câu mái, quay câu tre à. Nó thấy một cái 40 thước. Câu cũng như là mình có cái ống mình quay. Ừ. Thì câu máy nó cũng có ống nó quay vậy. Mà câu kia nó quay ống bằng ống mũ. Mũ kiểu câu máy sợ đụng cá bự quá vậy. Vô. Con máy sợ mà cá bự nó gãy không ta? Dễ vậy? Trời ơi, con máy nó cứng lắm. Dễ hả? Thấy được không? Sao chút xíu mà luôn mà mình cũng hơi quẩy quẩy chứ không nãy chứ. Cái thùng nước nó còn không sao, không xi nhê gì nữa. Mấy chỉ có quẹo thôi. Nữ câu mà nhấp cái này, cái nhà câu kiểu Tấm Nguyên đó. Câu đó là đâu mười mấy ngàn mét vậy đó. Dạ, cái đường nhỏ nó nhỏ xíu mà. Nhỏ chút ký rồi, mà cá là 2-3 ký kéo như chơi. Vậy hả? Hết màu nữa rồi đó bà con ơi. Lấy mồi bà con ơi. Mồi đi lấy mồi. Đem lặn xuống.